Chào quý bạn. Bây giờ chúng tôi đang lái ở trên con đường Highway 16 về phía Bắc. Bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi. Chúng tôi đang thẳng tiến để tham quan thác Glen Ellis. Nơi đây có một cái quần thể đá rất độc đáo, tuy hẹp nhưng ra tạo ra một cái góc rất hay. Và những dòng thác cũng chảy rất êm đềm. Và tại sao nơi đây người ta gọi là Glen? Tôi xin tạm dịch gọi Glen là khe hay hoặc là một thung lũng hẹp trên một cái quần thể. Đây là con đường mòn ở kế sát ở bên suối đang dẫn chúng ta đi xuống ở dưới hạ nguồn. Lá vàng tràn ngập khắp tất cả lối đi. Khách tham quan đi nhìn xuống những dòng suối. Và cảnh trong này rất yên tĩnh và nên thơ. Đâu quý vị, trước mắt quý vị thấy đó là những con đường mòn đang đi dẫn xuống ở dưới hạ nguồn. Có lẽ là thác nằm ở phía dưới. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến quần thể này. Đâu quý vị thấy ở bên tay trái, ở bên tay phải. Ở bên tay trái là cái đá tự nhiên, ở bên tay phải chúng tôi con đường dẫn đi đó là người ta đã xây một cách bằng phẳng. Và quý vị thấy đó là đây là những cái thác nhỏ đầu tiên ở trên thượng nguồn chảy xuống. Và quý bạn thấy nước rất trong, trong đến độ là chúng ta thấy đá rong rêu nằm ở dưới phía dưới. Tuy không chảy mạnh lắm nhưng mà nó cũng cho chúng ta đủ những màu trắng của dòng nước đang chảy từ trên cao xuống, tạo ra một cái thác rất hay. Và chen chúc với những hòn đá nằm ở trên cái suối, vì thế nó gọi là Glen. Đó là một cái chỗ rất hẹp. Để trước mắt quý vị là phía hậu kỳ là một cái rừng thu rất đẹp. Và bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống dưới. Bây giờ nắng đã lên cao và ánh sáng đã chan hòa trên lối đi. Họ xây rất kiên cố và trên lối đi cũng khá rộng, có thể đi được hai người với nhau. Và có những lan can để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, vì chỗ này vực nó hơi sâu một chút. Và bên tay phải quý vị thấy đó là những bức tường đá để chắn những cái đất chùi ở bên trên xuống. Và họ xây dựng rất đơn sơ. Và đây là quý vị, đây là có thể nói đây là cái thác chính của Ellis. Tất cả mọi thác hay một cái suối ở bên trong này quý vị thấy nó đều hẹp. Rồi cái thác chính chia ra làm nhiều cái thác nho nhỏ để chảy xuống dưới hạ nguồn. Đây là đã chấm dứt cái con đường dẫn xuống tới cái thác chính, thì chúng tôi không muốn đi sâu vào thêm nữa. Rồi đây là cái thác chính đó quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lên trở lại con đường cũ. Trước khi trở lại đường cũ, chúng tôi sẽ cố gắng quay lại một vài cảnh mà chúng tôi cho đó là độc đáo. Chỗ này cũng hay lắm. Background nó là mùa thu rực rỡ và
dòng thác ở trên đây chạy chạy xuống là cái đoạn cuối của dòng suối đó, là đó là cái thác chính hồi nãy như là quý vị đã thấy. Và mời quý bạn hãy xem bộ ảnh của thác Glen Ellis. Chúc cho quý vị một ngày an bình và hạnh phúc. Xin mời quý bạn hãy cùng chúng tôi đi tham quan thác Sapade. Good afternoon quý bạn. Bây giờ đã sau trưa rồi, ánh sáng mặt trời khá gay gắt. Trên con đường 112 bây giờ hai bên đường, những ánh vàng mùa thu đã trổ rực rỡ. Và chúng tôi đang đi đến thác Sapade Falls để tham quan và chấm dứt cuộc hành trình săn ảnh mùa thu tại New Hampshire và sẽ tiếp tục đi qua bên Vermont. Quý vị thấy từng hàng đoàn xe ở bên tay trái chúng tôi, người ta đậu rất dài. Thế là nơi 112 này lúc nào mùa thu cũng rộn rịp hết. Và bây giờ tôi xin giới thiệu đến quý bạn, đây là mặt chính của thác Sapade. Ở bên tay phải thì thấy là có cái cầu bắc ngang qua từ bên bờ bên đây đi qua bên bờ bên kia. Cái chỗ khoảng không gian này là nó cũng không lớn lắm, cũng hẹp, cái cầu nó cũng không có rộng nhiều. Và sau đây xin mời quý bạn hãy xem bộ ảnh của thác Sapade trên thượng nguồn, có một dòng suối đá rất đẹp, cũng giống như những cái thác nhỏ khác ở quanh New Hampshire.
Sau khi tham quan thác Sapade, chúng tôi đi đến một nơi nghỉ qua đêm. Bây giờ chúng tôi đang lái xe trên xa lộ 93. Xa lộ 93 này phong cảnh rất đẹp, nhưng mà tới đây thì mặt trời nó không có đó quý bạn. Nhằm ra là chúng tôi không thể có những cái clip ảnh độc đáo của trên con đường highway này. Và quý vị thấy ở hai bên highway, ở hai bên đường đó, là mùa thu đã trổ rất đẹp. Và cái đẹp nó là đằng phía sau lưng hậu kỳ nữa đó, là có những cái núi rất cao và rất hùng vĩ. Nhưng mà thật sự là rất tiếc, mây mù nó dâng khá nhiều vào buổi chiều hôm nay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có những hình ảnh thật đẹp ở trên xa lộ 93 này. Thì xa lộ 93 hay hoặc là xa lộ 91 của Vermont đó, nó song song với nhau. Và chúng tôi vẫn còn nằm ở trong là địa phận của New Hampshire. Để quý vị thấy là cái sương mù đó nó dâng ở trên đỉnh. Và chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm ở một thị trấn cũng rất gần đây, thị trấn đó là Lafayette. Và sáng hôm sau chúng tôi sẽ lên đường. Từ 93 chúng tôi sẽ đi qua bên xa lộ 91 để rẽ ngang qua Vermont. Và bây giờ chúng tôi có thể khép lại cuộc hành trình tham quan săn ảnh mùa thu tại New Hampshire. Thật sự là tiểu bang mùa thu ở New Hampshire và cho chúng tôi phải nói rất ấn tượng về mùa thu. Dù gì thấy được trước mặt màn hình của chúng ta một cái ngọn núi cũng rất hay nhô lên giữa đỉnh trời. Chắc lẽ là cái chỗ này cũng rất đẹp, nhưng chiều rồi chúng tôi không muốn ghé vào nữa, mệt rồi. Chúng tôi thẳng tiến về nơi để nghỉ qua đêm. Cảm ơn New Hampshire, cảm ơn mùa thu của New Hampshire đã cho chúng tôi có những giây phút sống động trong mấy ngày qua. Và một lần nữa xin trân trọng, chân thành cảm tạ quý bạn đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Xin quý bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và xin đăng ký, cho chúng tôi sẽ có sức mạnh tinh thần để tiếp tục làm những video kế tiếp. Đó, bây giờ là mặt trời chiều đã lên ở phía bên tay trái của chúng tôi, đã rọi vào ở bên đồi núi bên này. Bây giờ màu sắc đã được thể hiện một cách khá lắm. Nhưng mà dầu sao là ánh sáng buổi chiều nó không bằng ánh sáng vào buổi sáng. Nhưng mà cũng đã thể hiện được màu cam, màu vàng của mùa thu New Hampshire. Mùa thu ở New Hampshire thực sự đã làm mê mẩn lòng người. Một lần nữa, chúc quý bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.